Tối nay ngày 1 tháng 2 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Bố Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Tham dự lễ trao giải có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 8. Từ 120 tác phẩm được hội đồng sơ khảo xét chọn giới thiệu chấm chung khảo, hội đồng chung khảo đã xem xét thống nhất lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 6 giải chuyên đề. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cho 15 cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng giải. Cùng với đó, Ban tổ chức cũng chọn một số nhân vật tiêu biểu trong các tác phẩm đoạt giải để biểu dương khen thưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thực tiễn phong phú, sinh động và kết quả tốt đẹp của công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, của công tác xây dựng trình đốn đảng, sự đồng lòng niềm tin của nhân dân là nguồn chất liệu quý giá, là nguồn cảm hứng không giới hạn để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí có chất lượng cao qua 8 lần tổ chức, giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng mang tên Búa Lầm Vàng đã khẳng định giá trị, sức hấp dẫn, sự lan tỏa đối với công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đồng thời khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng son sắt của những người làm báo trong cả nước, xứng đáng như lời dạy của Bác Hồ, cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ trương quan điểm về công tác xây dựng đảng, phản ánh sinh động sinh hoạt chính trị trong đảng, đặc biệt là các vấn đề cấp thiết đang nổi lên như xây dựng văn hóa đạo đức trong đảng, chống căn bệnh sợ trách nhiệm, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, nỗ lực hành động vì lợi ích chung, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Ngoài ra, các tác phẩm còn đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của vũ tinh thần, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước nhanh bền vững. 72 tác phẩm xuất sắc được ban tổ chức lựa chọn trao giải đại diện ưu tú cho 2.216 tác phẩm, hội tụ kết tinh tâm huyết trí tuệ, bản lĩnh và thể hiện sự tìm tòi lao động sáng tạo với tư duy chính trị sắc bén, lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội, với tình yêu quê hương đất nước cao cả của những người làm báo. Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên tập trung tuyên truyền phản ánh những giá trị lý luận, quan điểm đổi mới của đảng và quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh tăng cường hơn nữa các bài viết về những điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt cá nhân tiêu biểu những mô hình mới cách làm hay sáng tạo đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc quan điểm sai trái của các thế lực thù địch các tổ chức phản động bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng giải búa lên vàng sẽ phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục tìm tòi đổi mới sáng tạo để ngày càng lan tỏa sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng tích cực của giải, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh đóng góp tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.